một nét văn hóa, một nét đẹp của võ cổ truyền. Sự tôn sư trọng đạo đang được các võ sĩ thể hiện. Và trước màn hình của quý vị là võ sĩ ở góc đại đảo Phạm Tiến Vương, đơn vị Đông Này. Gương mặt rất tươi tắn của nhà vô địch của SEA Games diễn ra trên đất Campuchia, bộ vùng Kun Bokator, môn võ cổ truyền của Campuchia. Quý vị và các bạn đang được đến với trận đấu hạng cân 48kg nữ, trận đấu giữa Phạm Thị Phượng, đơn vị Đồng Nai, đối đầu với Hoàng Ngọc Kim Khánh, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thị Phượng là võ sĩ ở góc đài màu đỏ và Hoàng Ngọc Kim Khánh là võ sĩ ở góc đài màu xanh. Và cả hai võ sĩ đang thể hiện bài Lão Hổ Thượng Sơn, bài xe đài đặc trưng của bộ môn võ cổ truyền Việt Nam. Và hai võ sĩ đang được ưu tiên cộng 2 điểm vì thể hiện rất đẹp bài Lão Hổ Thượng Sơn. Hiệp 1 của trận đấu bắt đầu, trận đấu giữa Phạm Thị Phượng đối đầu với Hoàng Ngọc Kim Khánh. Cả hai đang lên ngựa và lấy nhịp, vừa rồi là một cú đá bằng chân trước chính xác của Phạm Thị Phượng, tích về cho cô 2 điểm. Những cú phản đòn đầy sắc sảo của Phạm Thị Phượng. Hoàng Ngọc Kim Khánh đang tăng tốc, nhưng Phạm Thị Phượng đang cho thấy sự kinh nghiệm của mình, nhà vô địch của SEA Games trên đất Campuchia. Đang thể hiện được sự nhanh nhẹn, giác quan và phản xạ vô cùng nhạy bén. Lại một cú đá giáp chính xác nữa của Phạm Thị Phượng. Hoàng Ngọc Kim Khánh đang dồn ép Phạm Thị Phượng nhưng đó là chưa đủ và một tình huống đánh ngã của Phạm Thị Phượng. Liệu trọng tài có cộng cho Phạm Thị Phượng 3 điểm hay không? Và đó là 3 điểm cho Phạm Thị Phượng, đẳng cấp của nhà vô địch SEA Games. Một cú đạp chắc chắn của Phạm Thị Phượng vào đầu của Kim Khánh. Phạm Thị Phượng đang làm chủ được trận đấu này. Liên tục là những tình huống nhịp ra nhịp vào, tấn công rất hay. Những tình huống nhảy ngựa hết sức nhịp nhàng của Phạm Thị Phượng đang khiến cho Hoàng Ngọc Kim Khánh cảm giác bị rối loạn. Nữ võ sĩ đến từ đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đang hơi khó khăn. Tiếp tục Phạm Thị Phượng. Phạm Thị Phượng liên tục đổi các thế đứng của mình, chọn ra những góc đánh đẹp nhất, tốt nhất và tỉa giáp vô cùng chính xác. Những cú đá giáp. Phạm Thị Phượng vẫn đang chiếm được sự thế thượng phong của mình. Liên tục là những tình huống dồn ép, những cú đạp rất chắc chắn của Phạm Thị Phượng. Phạm Thị Phượng đang rất chỉ chủ động, ra vào rất hợp lý. Hoàng Ngọc Kim Khánh dồn ép nhưng không thể có những cú đá trúng giáp của Phạm Thị Phượng. Quét ngã của Kim Khánh. Và đó là một tình huống quét ngã không được tính điểm của Hoàng Ngọc Kim Khánh. Phạm Thị Phượng đang có một lợi thế rất lớn khi cô đã giành được 3 điểm sau một tình huống quét ngã trước Kim Khánh. Sau thời gian liên tục lên nhịp rất nhanh để tích điểm thì Phạm Thị Phượng đang chậm lại khi cô biết số điểm của mình là tốt hơn so với Kim Khánh rất nhiều. Vậy là một tình huống phản đòn quét ngã của Phạm Thị Phượng nhưng đã không thành công. Liên tục là những cú đá chính xác vào giáp của Kim Khánh đến từ Phạm Thị Phượng. Lối chơi của Phạm Thị Phượng qua vừa rồi là một tướng RV rất bất ngờ, một tướng RV trò. Kim Khánh có vẻ đang bị ngộp trước Thị Phượng, di chuyển vô cùng thông minh và hợp lý. Võ sĩ của đơn vị Đồng Nai đang cho thấy vì sao mình là nhà vô địch của SEA Games. Phạm Thị Phượng rất thi đấu rất linh hoạt, thuận cả hai chân hai tay, cô liên tục đổi tấn và đổi thế. Tình huống đá chính xác giáp đầu tiên của Kim Khánh đối với Phạm Thị Phượng. Và bây giờ là tình huống áp sát của hai võ sĩ. Phạm Thị Phượng rất chủ động. Và lại một tình huống đá trúng giáp đưa Phạm Thị Phượng, tiếng giáp kêu rất rõ, không thể nào không cộng cho Phạm Thị Phượng 2 điểm được. Phản tay tốt của Kim Khánh. Kinh nghiệm của Phạm Thị Phượng đang được sử dụng một cách chặt chẽ trong trận đấu này. Đây là một trận đấu ở tầm thế giới và giải thế giới lúc nào cũng rất rất quan trọng đối với các vận động viên, nên các võ sĩ thi đấu rất chắc chắn. Và vừa rồi là một tình huống đá vào hạ bộ của Phạm Thị Phượng đến từ Ngọc Kim Khánh, một tình huống sơ ý thôi. Và đây là giây phút cho Kim Khánh bình tĩnh lại, nghỉ ngơi và có thể tính những phương án tiếp theo để có thể đổi chiều gió trước Phạm Thị Phượng. Trọng tài đã nhắc nhở đối với Kim Khánh phải đá cao hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay lúc này thì hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc.
Và quý vị và các bạn đang được theo dõi nội dung đối kháng của giải võ thế giới cổ truyền năm 2024 được phát sóng trên các kênh sóng Sao Thể Thao, Võ Việt và Vietnam Sport. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các trận đấu đối kháng đỉnh cao chỉ có ở giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và đây là những hình ảnh của Phạm Thị Phượng, người đã chiếm hoàn toàn ưu thế ở trong hiệp đấu thứ nhất. Võ sĩ dày dặn kinh nghiệm và là nhà vô địch SEA Games trên đất Campuchia nội dung Kun Pokator. Và hiệp thi đấu thứ nhất chắc chắn Phạm Thị Phượng đã thắng. Và đây là một sức ép tâm lý vô cùng kinh khủng đối với Hoàng Ngọc Kim Khánh khi biết mình đã thua trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hết thời gian nghỉ, sang sân viên xuống đài. Và chúng ta sẽ ngay lập tức quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu của Phạm Thị Phượng, đơn vị Đồng Nai đối đầu với Hoàng Ngọc Kim Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu Phạm Thị Phượng chiến thắng trong hiệp thi đấu thứ hai này, cô sẽ thắng toàn trận và trận đấu sẽ không phải bước vào hiệp thi đấu thứ ba. Hiệp thứ hai. Phạm Thị Phượng là huy chương vàng SEA Games 32, huy chương vàng giải võ cổ truyền toàn quốc từ năm 2019 đến năm 2023, giải và huy chương vàng giải cúp võ cổ truyền từ năm 2017 đến năm 2023. Đây quả thật là một đối thủ vô cùng nặng ký cho chức vô địch hạng cân 48 tại giải võ cổ truyền thế giới năm 2024. Một cú đá giáp cực kỳ chất lượng của Phạm Thị Phượng. Phạm Thị Phượng muốn dứt điểm trận đấu ở hiệp thi đấu thứ hai và không muốn dây dưa ở hiệp thi đấu thứ ba, nên cô ngay lập tức phủ đầu Hoàng Ngọc Kim Khánh, võ sĩ đến từ đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài đang chỉnh lại giáp cho Hoàng Ngọc Kim Khánh. Phạm Thị Phượng rất kinh nghiệm. Cô đang muốn dứt điểm trận đấu ngay này. Cú đá đầu chính xác, liên tục là hai cú đá, những cú đạp rất chính xác của Phạm Thị Phượng. Còn người của Kim Khánh, sự áp đảo hoàn toàn và tiếp đó là một cú rờ về. Sự tỉnh táo đang giúp cho Phạm Thị Phượng thi đấu rất có cảm hứng. Và những tình huống đánh bất ngờ như rờ về, gối bay hoàn toàn có thể xảy ra khi Phạm Thị Phượng ở thi đấu ở đẳng cấp cảnh giới cao nhất của mình. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh, một lời cảnh báo đối với các đối thủ ở vòng sau của Phạm Thị Phượng thi đấu ở hạng cân 48kg nữ tại giải võ thế giới cổ truyền năm 2024. Và đồng hành cùng Phạm Thị Phượng là hệ thống kênh Sao Thể Thao, Võ Việt và Vietnam Sport. Liên tục là những tình huống đá và rơ về, và Hoàng Ngọc Kim Khánh đã phải đếm rồi. Phạm Thị Phượng sẽ di chuyển về góc đài trắng sau một tình huống liên hoàn bằng những cú đá kết thúc vào một đòn rơ về vô cùng chính xác. Thực sự là quá ngột ngạt dành cho Hoàng Ngọc Kim Khánh khi phải đối đầu với võ sĩ dày dặn kinh nghiệm, nhà vô địch của SEA Games 32 Phạm Thị Phượng đến từ Đồng Nai. Và sau 8 tiếng đếm thì Hoàng Ngọc Kim Khánh sẽ tiếp tục đối đầu với Phạm Thị Phượng, võ sĩ đến từ đơn vị thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bỏ cuộc trước người đàn chị của mình. Phạm Thị Phượng nếu không có gì bất ngờ thì sẽ giành chiến thắng. Liên tục là những cú đá rất chính xác của Phạm Thị Phượng. Những tình huống ngựa ra ngựa vào kết thúc bằng những đòn đá vô cùng chính xác. Phạm Thị Phượng đáng biểu diễn những thế võ cổ truyền, sự nhanh nhẹn của cha ông và từng cú đánh của mình. Và đó là rờ vẹ đặc trưng của võ cổ truyền Việt Nam, sự áp đảo hoàn toàn của Phạm Thị Phượng trước Hoàng Ngọc Kim Khánh. Hoàng Ngọc Kim Khánh vẫn rất lì lợm trước sự áp đảo của Phạm Thị Phượng. Nữ võ sĩ trẻ vẫn đang đối đầu với võ sĩ vô địch nhiều năm liên tiếp Phạm Thị Phượng. Và Phạm Thị Phượng cũng đang đánh nhẹ lại rồi, chỉ đang có muốn số điểm tích lũy, chủ yếu tỉa giáp mà thôi. Nhưng đây là quá căng thẳng đối với Hoàng Ngọc Kim Khánh, thật sự rất ngột ngạt và lần đếm thứ hai đã diễn ra. Và Phạm Thị Phượng đã được yêu cầu về góc đài trung lập. Lần đếm thứ hai của Hoàng Ngọc Kim Khánh trước nhà vô địch SEA Games 32, người vô địch võ cổ truyền quốc gia liên tiếp từ năm 2019, từ năm 2017 cho tới nay. Sự áp đảo hoàn toàn của Phạm Thị Phượng, nữ võ sĩ đến từ Đồng Nai. Và lần thứ hai sau những tiếng đếm thì Hoàng Ngọc Kim Khánh sẽ quay trở lại với sự áp đảo hoàn toàn của Phạm Thị Phượng. Liên tục là những cú đá. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Và một lần nữa thì Phạm Thị Phượng được công nhận đòn đánh ngã
nếu không có đòn đánh ngã thì đây cũng là quá đủ cho Hoàng Ngọc Kim Khánh trước những cú đạp thẳng vào mặt của Phạm Thị Vượng đối với chị. Và ngay lúc này thì trận đấu có lẽ đã phải kết thúc ở đây khi Phạm Thị Vượng đã thắng được 2 hiệp. Trọng tài, trận đấu tiếp theo là trọng tài điều khiển Bùi Đăng Văn. Tổ giám định còn có giám định 1, Hoàng Giang, giám định 2, Bá Thọ, giám định 3, Bình Bình, giám định 4. Và quý vị và các bạn đang được chứng kiến những hình ảnh của võ sĩ Nguyễn Hữu Dậu của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Lê Minh Giáp, đơn vị Thanh Hóa hạng cận 65 kg. Đây là một trận chiến nội bộ của đội tuyển Việt Nam, và chúng ta hãy cùng chờ đợi màn so tài hấp dẫn này khi cả hai luôn muốn cống hiến hết mình để giành chiến thắng trong trận đấu và bước vào vòng sau để giành được huy chương tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 được trực tiếp trên sàn thể thao Võ Việt và Vietnam Sport. Và đây là chiến thắng 2-0 dành cho Phạm Thị Vượng sau 2 hiệp đấu. Một trận mở màn không mấy vất vả của Phạm Thị Vượng. Và thử thách của Phạm Thị Vượng sẽ là ở những trận đấu tiếp theo khi đối đầu với những võ sĩ rất mạnh đến từ Maroc, và đặc biệt là võ sĩ rất mạnh đến từ Liên bang Nga. Và bây giờ là thời khắc bái tổ của hai võ sĩ Lê Minh Giáp đến từ Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Dậu của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh ở hạng cân 65 kg nam của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và đây là sự vui mừng khi sáng trận của Phạm Thị Vượng, nữ võ sĩ đến từ Đồng Nai thi đấu hạng cân 48 kg nam.